bầu bí gì không biết mà phải nói nấm nô điếc gì nè. Bữa nay có rượu, bữa nay sai các bạn ha, nay sai ha. Chèo đầu mới hàng chở gì nặng quá, thôi sao chở nữa, thôi về luôn ha. Nhiều khi nó có cái điện này cho em ha. Ừ, đúng rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, okay, dạ, dạ. Quý quá. Không sao. Dạ. Có ăn thêm gì nữa không chị lấy cho. Thôi được rồi. Em cảm ơn nhiều. Cái này người ta cho chị mà chị cũng không ăn. Dạ. Để chị đưa cho em chứ để bỏ phí. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Không chuối ăn gì. Thôi được rồi. Vậy vậy nhiều lắm rồi. Con có bầu bí gì không? Có luôn hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Quý gì? Mới quen mà họ cho mình quá trời đồ ăn luôn con. Hôm nay chắc đi về luôn. Tự nhiên chị gặp chị kêu cho đồ ăn nóng mà đông lạnh. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Chứ chị cũng chẳng biết cái nào ngon, dạ, cái nào dở người ta cho thì dạ. Cà đầu kiếp về chị, dạ. Cứ cho vậy. Dạ, cảm ơn chị. Thôi đi về đi, đừng bẫy chim nữa, chó mệt. Dạ. Dạ. Biết sao không? Chị thấy em bẫy chim giống em của chị quá. À. Ngày xưa dạ. Nó khổ quá, nó không đi vậy. Dạ. Bây giờ nó lớn tuổi bỏ mẹ. Dạ. Mà cũng khổ lắm em, thôi đừng làm cái này. Dạ. Cứ là thứ mấy thì em đi đường này. Em đi hoài á. Vậy thì cơm nào em ghé em đậu xe đi. Nhật được không? Dạ dạ dạ. Cứ chủ nhật đi, xong rồi hay tuần hai buổi đi, người ta cho chị. Dạ. Chủ nhật là có chắc rồi. Dạ. Thế thì em ghé rồi rồi chị đưa thứ hai hay thứ ba cũng được. Dạ. Nhá. Dạ. Kể đó chị báo vậy đi. Dạ. Hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì hết. Chị nhìn thấy xong rồi thì chị thấy em đẹp. Dạ. Chị mới đưa vội ra cho em á. Dạ. Đi. Dạ. Nhá. Không có gì đâu, đừng có ngại nhau. Dạ. Đồ ăn được lắm, không phải chị bậy bạ nữa nha, đừng sợ nhé. Dạ dạ. Một vật. Cảm ơn chị nhiều. Đi nhé. Dạ dạ. Dạ dạ. Quý ghê quá. Bà mẹ mình bà ăn không có được cái này quá. Cứng lắm. Đi bẫy chim mà chưa có lương thực rồi. Quá trời lương thực. Nào là nấm, nào là rau củ quả. Hello các bạn. Thì mình về tới nhà các bạn. Mới có kẹo đầu mở hàng. Thì nói chung là bữa nay có rượu, bữa nay sai ha. Chưa gì tới mới kẹo đầu mở hàng, cái bà nói bà nhìn thấy camera bà thấy mình, cái bà kêu bà hỏi ăn không, ăn này ăn nọ không, bà đem rồi bà cho tôi nói. Bà hỏi là chủ nhật mình rảnh không nữa, cá lấy trên Vinh thôi. Bầu bí gì không biết mà bà nói nấm nô điếc gì nè. Bữa nay có rượu, bữa nay sai các bạn ha, nay sai ha. Chèo đầu mới hàng chở gì nặng quá, thôi sao chở nữa, thôi về luôn ha. Nhiều khi nó có cái điềm á các bạn, nhiều khi người ta cho vậy á mà mình không chịu về, mình có cái điềm á, nhưng mà mình cố mình đi nữa là có trục trặc ha. Như là ở trên người ta mách bảo mình là thôi đi về đi, bữa nay đi về đi ha. Ngày chai nước mới mua cũng chưa uống nữa ha. Thôi mình cứ vậy đi ha. Mình chưa ăn gì luôn các bạn. Cái bụng luôn.
ăn ăn sáng luôn các bạn ơi. Sáng luôn hả? Bữa nay có rượu, bữa nay say. Bao nhiêu không? Đúng không? Nhớ gì bữa rồi mày mơ ước ớt chuông cũng có mơ.